Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt, cường quắt là ai? Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cho biết, ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt khi lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án cường quắt, Thái Bình cưỡng đoạt tài sản. Như đã đưa tin, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến đối tượng Cường Quắt, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến 2022, tổng số tiền Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật. Trước vụ án này, Cường Quắt cũng đã bị khởi tố, bắt vì tội gây rối trật tự công cộng ở Thái Bình vào năm 2022. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại quán ăn nhà anh N.T.L ở thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quắt cùng Hoàng Gia Vương, sinh năm 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999 ở thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô sát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự, gồm Phạm Minh Cường, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam, Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Vũ, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Vũ đều ở cùng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuy nhiên, 4 bị can, Long, Công, An, Thành đều vắng mặt tại địa phương. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy, tiểu sử ông Lưu Bình Nhưỡng. Ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 2016 đến 2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 2016 đến 2021, Phó trưởng Ban Dân Nguyện Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng cũng từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông Nhưỡng đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó,
Ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi biến Israel trở thành một quốc gia có tổ hợp quân sự quốc phòng hùng mạnh như ngày nay, xem minh thể vị cố tổng thống Shimon Peres, Israel đã không ít lần bị cười nhạo, giễu cợt bởi giấc mơ của mình. Tại Việt Nam, giải đất hình chữ S cách Israel cả về không gian và thời gian, những người kỹ sư của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cũng đang làm những điều tương tự khi mong muốn khởi tạo một thực tại mới với ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Nếu xét về điểm khởi đầu, Viettel chỉ là một công ty xây lắp chuyên để dựng cột kéo cáp thuê cho ông lớn viễn thông thời đó là VNPT. Thế nhưng đúng là chẳng ai có thể ngăn cản giấc mơ lớn, dù cho giấc mơ ấy có thể bị ai đó giễu cợt. Bắt đầu từ việc sản xuất máy thông tin quân sự, Viettel giờ đây đã có thể sản xuất được máy bay không người lái UAV, lĩnh vực tưởng chừng như chỉ là cuộc chơi đặc quyền của một vài quốc gia phát triển. Với những tổ hợp công nghiệp quốc phòng siêu khổng lồ, đây được cho là một bước tiến mới của Viettel, góp phần không nhỏ vào lĩnh vực quốc phòng của nước nhà, đẩy nhanh sự phát triển quân sự quốc gia. Muốn biết chi tiết về sức mạnh của những chiếc máy bay không người lái này, hãy cùng chúng mình khám phá qua video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, từ năm 2018, tại một cuộc triển lãm có tên là Indo-Defense, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã gây được sự chú ý đặc biệt với truyền thông quốc tế bằng sản phẩm máy bay không người lái UAV có gắn camera trinh sát điều khiển. Theo tạp chí quốc phòng Gen của Anh thông tin, tại buổi triển lãm Indo-Defense, Tập đoàn Viettel chỉ mới trưng bày mẫu máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ có tên là Sikra. Máy bay này có trọng lượng là 26 kg. Và sải cánh là 3,5m. Bên cạnh đó, tờ tạp chí này khẳng định Tập đoàn Viettel sẽ không chỉ dừng lại ở đây mà đã lên một kế hoạch rõ ràng về việc chế tạo các mẫu UAV có kích thước lớn hơn, trước mắt là phiên bản với sải cánh 5-6m, hoạt động được khoảng 10 giờ đồng hồ trên không, tức là tăng gấp 5 lần so với Sikra. Điều đặc biệt gây chú ý, Viettel đã thông tin về kế hoạch dài hơi của mình, đó là nghiên cứu và sản xuất loại UAV cỡ lớn hơn, có sải cánh là 20m, khả năng lớn biến thể này sẽ có tầm hoạt động là 150 km và thời gian bay trên không trung là 20 giờ. Loại máy bay không người lái mà Viettel đã và đang ấp ủ chế tạo có kích thước tương tự với MQ-9 Reaper của Mỹ. Chiếc UAV được coi là chủ lực của quân đội Hoa Kỳ. UAV MQ-9 Reaper có chiều dài là 11m, sải cánh 20m và trọng lượng cất cánh tối đa là 4.760 kg. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào về tải trọng thiết bị mà chiếc UAV Viettel đang nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng khả năng lớn sẽ là không kém gì so với con số 1.400 kg mà MQ-9 Reaper của Mỹ hiện đang mang được. Bên cạnh đó, chiếc MQ-9 Reaper hiện chỉ bay được liên tục trong vòng 14 tiếng đồng hồ khi mang đầy tải, trong khi mẫu UAV của Viettel là 20 tiếng, tức là gấp đến 1,4 lần so với MQ-9 Reaper. Tuy nhiên, nếu so sánh ở một góc độ khác, do có một cơ chế dẫn đường tối tân nên MQ-9 Reaper có thể hoàn toàn hoạt động độc lập với tầm xa là 1.852 km, trong khi UAV của Viettel mới chỉ triển khai được cách trạm điều khiển khoảng 150 km mà thôi. Thế nhưng với những gì mà chúng ta đang có, đó chẳng phải là những nỗ lực rất đáng ghi nhận hay sao? Những chiếc máy bay không người lái UAV do Viettel nghiên cứu và phát triển đã ứng dụng được nhiều công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, điện tử, các cảm biến trinh sát, tình báo, điều khiển và dẫn đường. Đến nay, Tập đoàn Viettel đã cung cấp được những tổ hợp UAV hạng nhẹ cho nhiều đơn vị trong quân đội và mở rộng ứng dụng tới nhiều lĩnh vực dân dụng như hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phá án hay giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp và hành lang lưới điện. Gần đây nhất, trong một phóng sự được báo Quân đội Nhân dân đăng ngày 5 tháng 9 năm 2021, chúng ta đã ghi nhận được một hình ảnh về mẫu UAV Made in Việt Nam chưa từng được xuất hiện. Nhiều chuyên gia phán đoán rằng đây có thể là một UAV có khả năng mang vũ khí. Mẫu UAV này được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp composite với kích thước khá lớn, sử dụng động cơ cánh quạt cánh đuôi đôi cùng hệ thống càng đáp cố định. Thêm vào đó, phương tiện bay này dường như nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp thêm cả hệ thống radar khi phần đầu của UAV được thiết kế lồi lên nhằm tạo thêm không gian cho các thiết bị điện tử, một thiết kế đặc trưng của nhiều dòng UAV tấn công trên thế giới, cụ thể như MQ-9 Reaper của Mỹ
Hai cánh của mẫu UAV này cũng được trang bị ít nhất tới 2 giá treo, có khả năng được sử dụng để treo vũ khí. Rất có thể đây là mẫu UAV tấn công mà tập đoàn Viettel đã dự kiến phát triển từ nhiều năm nay. Đây được cho là một bước tiến lớn, bởi lẽ không phải bất kỳ quốc gia nào cũng có thể chế tạo được UAV vũ trang. Hơn nữa, mọi thông tin về công nghệ của loại vũ khí này trước nay vẫn được xem là tuyệt mật. Việc tích hợp được một hệ thống radar dẫn bắn cũng rất khác biệt so với những mẫu máy bay quân sự thông thường, còn chưa kể tới việc chúng đòi hỏi các loại vũ khí tấn công, yêu cầu độ chính xác cao. Với những thành công đã và đang đạt được, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng Viettel sẽ sớm ra mắt và đưa vào trang bị cho quân đội ta một dàn UAV tấn công made in Việt Nam trong một vài năm tới. Thời gian chắc chắn là sẽ không còn xa nữa. Với dàn UAV khủng, chắc chắn tiềm lực quốc phòng an ninh sẽ được gia tăng đáng kể. Từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay, với mong muốn giảm tối đa sự hiện diện của con người, máy bay không người lái UAV đã và đang trở thành một thứ vũ khí không thể thiếu trong mọi cuộc xung đột. Chúng có thể đảm nhận nhiều vai trò, nhiều vị trí và nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường hay ở những nơi mà con người khó có thể tiếp cận được. UAV đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Rất có thể trong tương lai gần, UAV sẽ trở thành vũ khí khiến con người thay đổi cách để bắt đầu một cuộc chiến giống như xe tăng hay các chiến đấu cơ đã từng làm được. Trong thời điểm hiện tại, UAV đã không còn là thứ vũ khí độc quyền của các cường quốc phương Tây như khoảng thời gian 10 năm về trước nữa, thời điểm quân đội Mỹ sử dụng những mẫu UAV vũ trang tung hoành dọc ngang ở Trung Đông. Cuộc chạy đua về công nghệ chế tạo UAV giờ đây không phải chỉ giữa các cường quốc với nhau mà là với các quốc gia có tiềm năng, tiềm lực quân sự ở mức vừa, thậm chí là khá, trong đó có Việt Nam chúng ta tham gia tích cực. Những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và tập đoàn Viettel nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu, chế tạo và sản xuất máy bay không người lái UAV phục vụ cho nhiều mục đích từ quân sự đến dân sự. Các mẫu UAV do Viettel chế tạo không chỉ là những nghiên cứu suông mà trên thực tế chúng có tính ứng dụng rất cao. Minh chứng rõ nét nhất đó là mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được tiếp nhận và đưa vào trang bị một số lượng đáng kể những UAV trinh sát do Viettel chế tạo, phục vụ cho công tác quản lý, phát hiện các mục tiêu, phòng chống tội phạm và bảo vệ biên giới. Không dậm chân tại chỗ, không bằng lòng với những gì mình đang có, hiện nay những người kỹ sư công nghệ vẫn đang từng bước nghiên cứu và hoàn thiện các mẫu UAV mới, trong đó có trọng điểm chú ý là các mẫu UAV tấn công đa năng. Có khả năng tác chiến tầm xa và mang theo được các loại vũ khí tấn công chính xác có tính hủy diệt cao. Mục tiêu trên xuất phát từ thực tiễn khi mà vai trò của các mẫu UAV vũ trang ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là trong môi trường chiến tranh hiện đại. Có thể thấy rõ điều này qua nhiều điểm nóng của các xung đột trên thế giới hiện nay như Iraq, Syria hay Libya. Gần đây nhất là trong xung đột biên giới giữa Armenia và Azerbaijan tại Karabakh. Trong các cuộc chiến kể trên, máy bay không người lái UAV được sử dụng vô cùng rộng rãi và với nhiều cấp độ khác nhau, thứ vũ khí này có khả năng làm thay đổi cả cục diện chiến trường. Chỉ mới trong tháng trước thôi, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phát động một chiến dịch có tên là Lá chắn mùa xuân với mục đích là ngăn chặn quân đội Syria mở rộng vùng giải phóng Idlib. Lúc này cả thế giới đều ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt trước cách mà Ankara sử dụng chiến thuật 7 UAV để vô hiệu hóa toàn bộ các mũi tấn công, khiến quân đội Syria thiệt hại nặng nề. Chỉ mới vài năm trước, ít ai nghĩ được rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể sở hữu các công nghệ chế tạo mẫu UAV có khả năng tấn công khủng như Chai Ankara hay TB2. Thế nhưng giờ đây, các quốc gia đã phải nhìn Thổ Nhĩ Kỳ bằng con mắt hoàn toàn khác. Những mẫu UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành hiện tượng tạo ra xu hướng để quân đội nhiều nước học tập theo. Trong quá trình phát triển lực lượng máy bay không người lái cũng như cách sử dụng chúng hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại, có thể nhận thấy rõ ràng rằng chiến tranh hiện đại đã biến thể sang một cấp độ mới khi mà vấn đề con người đã được thay thế hoàn toàn bằng máy móc và công nghệ không người lái. Các cuộc chiến tranh trong tương lai, sự thương vong về người chắc chắn sẽ giảm đáng kể khi UAV và những thiết bị chiến đấu tự hành khác đã có thể đảm nhận hầu hết tất cả các nhiệm vụ. Trên thế giới hiện nay, không phải quốc gia nào cũng có thể tự chế tạo được máy bay không người lái. Số nước nắm giữ được công nghệ phát triển UAV vũ trang lại càng ít hơn. Thế nhưng thật đáng tự hào khi Việt Nam ta đã có thể làm được điều này. Và bằng chính các công nghệ nguồn lực có sẵn trong nước, những nỗ lực cố gắng của tập đoàn Viettel nói chung và kỹ sư đang miệt mài ngày đêm nói riêng thật sự đáng được trân trọng. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tình hình thế giới và khu vực có nhiều những diễn biến phức tạp, bờ biển Việt Nam vẫn đang gặp nhiều rắc rối trước những vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, dàn UAV ra đời được đánh giá như một bước tiến vượt bậc.
góp phần quan trọng vào khả năng phòng thủ bờ biển cũng như tấn công của Hải quân Nhân dân Việt Nam, phục vụ tối đa cho công tác bảo vệ lãnh hải nước nhà. Lực lượng xe tăng Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á được xếp hàng tốt với một số lượng lớn, đặc biệt là đã trải qua thực tiễn chiến trường, đúc kết được vô số kinh nghiệm về tác chiến, tích lũy được qua những lần thực chiến trên chiến trường. Thực tiễn chiến đấu là thứ mà lực lượng tăng thiết giáp đa số các nước Đông Nam Á thiếu vắng. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài, Việt Nam đang ngày càng lạc hậu so với sự phát triển của loại khí tài quân sự này trên khu vực và thế giới. Và dù có kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng bộ đội chuyên nghiệp nhưng không có trang vũ khí hiện đại thì cũng sẽ không thể theo kịp các quốc gia khác. Trong bối cảnh mới đây, những thách thức và biến đổi đó, quân đội Việt Nam nói chung và lực lượng tăng thiết giáp nói riêng đã có đề án thay thế hơn 1.000 chiếc xe tăng nhằm hiện đại hóa vũ khí khí tài. Vậy sự đổi mới này sẽ được thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có một thống kê mang tính chính thống nào khẳng định chính xác về số lượng và chủng loại các loại xe tăng đang được biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, theo dự đoán của Global Security, Hiệp hội An ninh Toàn cầu, trang bị của binh chủng tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện có khoảng 1.200 đến 1.300 chiếc xe tăng các loại do Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ sản xuất. Trong đó, các loại xe tăng T-54 và T-55 chiếm số lượng đông đảo nhất là dòng xe tăng chủ lực với khoảng 850 chiếc được Liên Xô chế tạo, cung cấp trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bên cạnh đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn có khoảng 350 chiếc xe tăng hạng trung T-59. Việc Trung Quốc sản xuất theo mẫu T-54B của Liên Xô, phiên bản hiện đại hóa của T-54, về mặt cơ bản, dòng tăng T-59 so với T-54 hầu như không có sự khác biệt đáng kể về cả ngoại hình cũng như những tính năng kỹ chiến thuật. Về các xe tăng T-54, T-55, chúng có trọng lượng khoảng 36 tấn với bọc giáp dày từ 70 đến 200mm tùy từng vị trí khác nhau, được trang bị khẩu pháo dạng xoắn D10T2S 100mm có hệ thống ổn định. Điều này cho phép T-54, T-55 vẫn có thể thực hiện bắn ngay cả khi đang di chuyển. Những dòng xe tăng này T-54, T-55 và cả T-59, nếu xét trong bối cảnh 50 năm về trước, nó là một loại tăng đa nhiệm, dễ dàng trong khâu sửa chữa, bảo dưỡng cũng như nâng cấp, đặc biệt là hoạt động ổn định trong mọi điều kiện. Mặc dù vậy, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ quân sự trên thế giới, những dòng tăng này dần thua thiệt với các thế hệ hậu sinh, bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Nói trắng ra, chúng đều bị coi là quá lạc hậu và lỗi thời. Trong khi đó, hầu như tất cả các quốc gia đều có sự phát triển hơn với những dòng tăng hiện đại. Không đâu xa, ngay những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thôi như Indonesia mới đây cũng đã chịu chi để thay máu cho hệ thống tăng thiết giáp của mình. Với một đơn hàng gồm 100 chiếc xe tăng Leopard 2A4 và 50 xe chiến đấu bộ binh Macho, tổng giá trị đơn hàng là 280 triệu đô, tiếp tục là anh bạn Thái Lan. Bộ Tư lệnh Lục quân nước này cũng đầu tư cho lực lượng này đến 200 chiếc xe tăng chủ lực T-84 Oblot M do Ukraine sản xuất, có giá là 7 tỷ bạc, tương đương với 231,1 triệu đô, thay thế cho loạt xe tăng cổ lộ sĩ M41A3 do Mỹ sản xuất trước đây, không còn đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh hiện tại. Trong bối cảnh đó, việc hiện đại hóa về trang bị, cụ thể là xe tăng, là một yêu cầu vô cùng cấp bách. Theo nhiều đồn đoán từ các trang quân sự nước ngoài, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có đề án thay thế hơn 1.000 chiếc xe tăng, đặc biệt chú trọng vào thay đổi dòng xe tăng chủ lực. Vậy phương án nào là phù hợp? Chúng ta sẽ cùng phân tích một chút nhé! Mặc dù bị đánh giá là có lực lượng xe tăng lỗi thời, thế nhưng không thể phủ nhận hệ thống xe tăng Việt Nam hiện nay cũng có một vài điểm sáng cần được đề cập đến. Quân đội Việt Nam hiện có khoảng 70 chiếc xe tăng T-62. Những chiếc tăng được đánh giá là quý giá này thuộc hợp đồng vũ khí đầu tiên mà Việt Nam đã ký mua của Liên Xô từ năm 1979. So sánh tương quan với T-54, T-55 và T-59 thì T-62 hiện đại hơn bởi có hệ thống pháo nòng trơn 115mm. U-5TS có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng, cũng như việc sở hữu những quả đạn xuyên giáp tốt hơn nhiều. T-62 từng được coi là mẫu xe tăng chủ lực và hiện đại nhất trong Quân đội Nhân dân Việt Nam kể từ năm 1979 tới năm 2017. T-62 chỉ chính thức mất ngôi vào năm 2017 khi T-90S SK xuất hiện. Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng mua 64 chiếc xe tăng T-90S SK, những chiếc xe tăng thuộc top đầu về độ hiện đại trên thế giới. Nga đã bàn giao số lượng đầy đủ vào giữa năm 2019, tức sớm hơn khoảng 6 tháng so với dự kiến ban đầu.
T-90SSK hiện đều nằm trong thành phần trực chiến đấu, là nắm đấm thép mạnh nhất của lực lượng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam. Hợp đồng này được đánh giá là một bước tiến mới, sự đầu tư nâng cấp lực lượng đáng kể của lục quân Việt Nam sau hợp đồng cuối cùng mua T-62 vào năm 1979. Đánh giá một chút về xe tăng T-90SSK, đây là xe tăng thế hệ thứ 3 cộng và cũng là mẫu xe tăng đầu tiên mà Nga sản xuất. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nó sở hữu trong mình một sức mạnh vô cùng vượt trội với pháo nòng trơn 2A46M 125mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng. Bên cạnh đó, nó có hệ thống giáp phản ứng nổ Contact 5, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, hệ thống phòng thủ chủ động Sotura 1M, các hệ thống quan sát tinh vi khác. Với những trang bị đó, T-90SSK được coi là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực, không chỉ có sức mạnh bậc nhất trong lực lượng tăng thiết giáp quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ có 64 chiếc thôi, tức là chỉ có 2 lữ đoàn được khai thác sử dụng. Một con số quá khiêm tốn so với quy mô của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam, cũng như là vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng của nước ta. Nhiều người cho rằng nếu T-90SSK hiện đại như vậy, tại sao không mua thêm để hoàn thiện cũng như nâng cấp hệ thống trang bị đúng không ạ? Nếu như mà mua được thêm thì quả là tốt, thế nhưng chúng ta cần xét đến vấn đề tài chính khi mà chi phí mua mới xe tăng T-90SSK là không hề rẻ. Sở hữu toàn bộ những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của ngành công nghiệp xe tăng Nga, T-90SSK có giá thành từ 5 đến 6 triệu đô cho một chiếc. Chưa kể mua về rồi, chúng ta còn phải đầu tư chi phí để huấn luyện các kỹ năng chiến đấu cũng như thời gian để cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ được vì những tính năng của trang bị đang có. Chi phí đào tạo cũng là đáng kể. Bài toán được đặt ra, chúng ta phải làm sao để vừa đảm bảo có được một lực lượng tăng thiết giáp hiện đại, vừa đảm bảo được tính kinh tế. Trong trường hợp này, một hướng đi được đánh giá là tiết kiệm nhưng vẫn đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng xe tăng của lục quân Việt Nam, đó là mua một số lượng nhất định các xe tăng T-72B đã nâng cấp từ Nga, dự kiến khoảng 150 chiếc cho 5 tiểu đoàn, đó là một con số phù hợp so với T-90SSK thì T-72B nâng cấp có cấu trúc kíp lái cũng như nhiều thành phần chiến đấu khác tương đồng, cụ thể cùng dùng trung pháo, trung đạn như vậy có thể dễ dàng trong công tác duy trì bảo dưỡng và hậu cần cho đạn dược. Mặt khác, giá thành của những chiếc T-72B nâng cấp này chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với chiếc T-90SSK hiện đại được sản xuất mới toàn bộ. Ước tính chi phí cho một chiếc T-72B nâng cấp chỉ khoảng 2 triệu đô, tức là chỉ bằng 1/3 so với T-90SSK. Hơn nữa, quân đội Nga vốn có tới hàng ngàn chiếc T-72B sản xuất từ Liên Xô cũ hiện đang trong kho tàng dự trữ của quân đội, là được bảo quản với tình trạng kỹ thuật vô cùng lý tưởng. Vậy nên, thời gian để nâng cấp lên T-72B1MS hay T-72B3 thì cũng được dự tính sẽ bàn giao xe nhanh hơn nhiều so với việc sản xuất mới. Không chỉ rẻ hơn, thời gian bàn giao xe nhanh hơn, xe tăng T-72B nâng cấp còn có sức mạnh không hề kém là bao so với T-90SSK. Chúng có phần ngang bằng nhau ở pháo chính, trang bị có sức sát thương chủ yếu của xe tăng. Xe tăng T-72B3 còn được trang bị giáp phản ứng nổ Contact 5, thế nên khả năng bảo vệ thụ động gần như là tương đương với T-90SSK. Những minh chứng đó đủ để chúng ta thấy được rằng T-72B nâng cấp là một lựa chọn hợp lý để bổ sung cho lực lượng xe tăng trong thời gian tới. Như vậy, vừa có thể tiết kiệm chi phí mua xe, vừa tiết kiệm được chi phí đồng bộ hậu cần kỹ thuật, khi mà hiện nay quân đội ta đã có những đội ngũ chiến sĩ được tiếp xúc trực tiếp, dày dặn kinh nghiệm trong việc điều khiển xe tăng T-72B3 qua nhiều kỳ hội thao quân sự quốc tế Army Game. Chắc chắn sức mạnh tăng thiết giáp sẽ tăng lên đáng kể. Vậy còn đến 850 chiếc T-54, T-55 nếu bỏ đi thì quá là phí phạm phải không ạ? Trong khi chúng ta vẫn đảm bảo được về mặt hiệu quả chiến đấu, trong tình huống này chúng ta có bước đi phù hợp là hiện đại hóa chúng. Phương án tốt nhất là nâng cấp T-54 lên chuẩn T-54M, bản xe tăng. T-54M này có hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại, được bổ sung thêm giáp phản ứng nổ tiên tiến, góp phần gia tăng khả năng chiến đấu. Sự kết hợp giữa T-90SSK và T-54M bù trừ hỗ trợ cho nhau, tăng cường sức mạnh của lực lượng xe tăng, vốn được đánh giá là lạc hậu kể từ khi bước vào thế kỷ 21.
thế nhưng nâng cấp chỉ với số lượng khoảng 200 đến 300 chiếc là hợp lý. Bên cạnh đó, chúng ta nên nắm vững được công nghệ nâng cấp để khi có biến xảy ra, quân đội sẽ nhanh chóng áp dụng được vào thực tiễn, nâng cấp những chiếc còn lại với số lượng cũng như tính năng sao cho phù hợp với tình hình tác chiến. Một câu hỏi được đặt ra, vì sao Việt Nam không dồn tiền và để mua một lượng lớn xe tăng đời mới, như vậy có vẻ dễ hơn không? Chúng mình xin được giải thích như sau. Thứ nhất là ngân sách quốc phòng hạn hẹp như đã nêu trên. Thứ hai, quân đội nhân dân Việt Nam hiểu rõ được rằng xe tăng đã không còn là số 1 trong bối cảnh chiến tranh hiện đại. Thứ ba, Việt Nam ta tuy không có nhiều xe tăng hàng đầu thế giới nhưng lại sở hữu cho mình những vũ khí chống tăng hàng đầu, chẳng hạn như Matador. Đặt giả thuyết nếu như chiến tranh xảy ra, trong chiến trường đô thị hiện nay, xe tăng chắc chắn sẽ trở thành bia bắn cho những vũ khí chống tăng vác vai, vừa cơ động lại vừa linh hoạt. Chưa kể Việt Nam ta còn là bậc thầy đứng số 1 trong nghệ thuật chiến tranh du kích, cuối cùng cũng là lý do chúng mình muốn nhấn mạnh. Thế kỷ 21 này được cho là thế kỷ của lực lượng không quân và hải quân, bởi lẽ như vậy các bạn cũng thấy, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ từ biển. Thế nên quân đội cần dồn nguồn lực ngân sách cho việc tăng cường sức mạnh của hai lực lượng này. Một lần nữa, có thể khẳng định rằng Việt Nam đã ý thức được trọn vẹn những yêu cầu và nguy cơ có thể xảy ra trong bối cảnh thế giới hiện tại. Từ đó, loại bỏ hoàn toàn sự đầu tư dàn trải, đem lại ít hiệu quả. Mỗi ngày có đến hàng nghìn chuyến bay diễn ra trên khắp thế giới. Theo một thống kê từ năm 2017, chỉ tính riêng máy bay hàng không dân dụng có tới hơn 100.000 chuyến bay trên trái đất mỗi ngày. Thông thường, dựa trên thời gian bay trung bình là 2 giờ cho mỗi chuyến bay, sẽ có hơn 10.000 máy bay dân dụng trên bầu trời vào bất kỳ một thời điểm nào trong ngày. Mặc dù thế giới ngày nay đã phát triển đến mức bạn nghĩ rằng không có nơi nào trên trái đất mà những chiếc máy bay hiện đại không thể bay đến, thế nhưng trên thực tế thì vẫn còn đấy ạ. Một số nơi hiếm hoi mà máy bay không thể hoặc là không muốn bay đến vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như Bắc Cực, Nam Cực và Tây Tạng. Nam Cực thì tương đối dễ hiểu rồi, đó là một nơi không có cư dân và cũng không có gì thú vị khi bay đến đó bằng máy bay cả. Nhưng có một điều hơi khó hiểu, đó là không có máy bay nào bay qua cao nguyên Tây Tạng, mặc dù ở đó có những khu vực tương đối thưa thớt dân cư. Nhưng khu vực này xung quanh đó lại có mật độ dân cư cực kỳ đông đúc, nhưng tại sao máy bay dân dụng không bay qua đó? Ngay đến cả các chuyên gia cũng thường tránh đi qua khu vực này. Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng theo dõi phần tiếp theo trong video của chúng mình để khám phá nhé! Tây Tạng là một vùng cao nguyên tại khu vực châu Á, nằm ở phía đông bắc của dãy Himalaya hùng vĩ. Cao nguyên Tây Tạng không phải là một quốc gia riêng biệt và cũng không nằm trên địa phận lãnh thổ của Mông Cổ hay Nepal, mà Tây Tạng là một khu tự trị của đất nước Trung Hoa, bao gồm một thành phố và 6 quận. Lhasa là thành phố trung tâm. Đây là nơi sinh sống của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Bà, Khương và Lạc Ma. Hiện nay, đây cũng là nơi sinh sống của một lượng đáng kể người Hán và người Hồi. Mảnh đất này là khu vực được đánh giá có độ cao lớn nhất trên trái đất, với độ cao trung bình là 4.900m và có hơn 50 đỉnh cao trên 7.000m. Chính vì vậy, nơi đây được mệnh danh là nóc nhà của thế giới, cực thứ 3 trên thế giới hay xứ sở của tuyết, là một địa danh đầy bí ẩn đối với các du khách. Thả hồn vào mây, ngắm nhìn ngọn núi cao nhất hành tinh qua khung cửa sổ máy bay chắc hẳn là điều mà nhiều du khách muốn được trải nghiệm. Hãy tưởng tượng xem, bạn nép mình vào chiếc ghế cửa sổ nhâm nhi một chút cà phê và chiêm ngưỡng những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, đó chỉ là tưởng tượng thôi nhé. Trên thực tế, trải nghiệm này rất khó có thể xảy ra đối với những chuyến bay thương mại. Sở dĩ máy bay thương mại không được phép bay qua cao nguyên Tây Tạng do các đỉnh núi cao trên dãy Himalaya. Dãy Himalaya ước chừng dài khoảng 2.400 km từ đông sang tây, rộng từ bắc xuống nam từ 200 đến 300 km, rộng cao trung bình hơn 6.000 m. Đỉnh cao nhất của đỉnh Everest là 8.848 m và có hơn 100 đỉnh cao trên 7.200 m. Điều này có nghĩa là hầu hết các máy bay dân dụng đều có thể bay qua đây thoải mái vì độ cao lý tưởng cho máy bay chở khách là từ 10.000 đến 12.800 m. Điều thú vị nữa là không hề có lệnh cấm bay qua đây, nhưng các phi công lại không muốn làm vậy bởi nguyên nhân chính được xuất phát từ vấn đề an toàn. Chúng ta cùng khám phá chi tiết những lý do này nhé. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, ở một số loại máy bay, việc bay qua đỉnh núi này vẫn là điều khả thi bởi lẽ máy bay đạt độ cao hành trình thông thường sẽ rơi vào khoảng 10.000 đến 12.800 m, cách đỉnh Everest hơn 1.000 m.
Tuy nhiên, vấn đề phát sinh xảy ra khi lên đến Everest. Máy bay sẽ bay ở phần thấp của tầng bình lưu, nơi nồng độ oxy cực thấp sẽ gây ra hiện tượng nhiễu loạn không khí, gây khó chịu cho hành khách. Thêm vào các tác động bên ngoài như gió cũng đủ khiến động cơ của máy bay gặp phải những trục trặc. Trong trường hợp xảy ra những sự cố như vậy, máy bay cần nhanh chóng hạ độ cao và hành khách phải sử dụng mặt nạ giữ khí. Loại mặt nạ này chỉ có thể duy trì được lượng oxy khoảng 15 đến 20 phút. Vào thời gian đó, máy bay phải hạ độ cao xuống tối thiểu là 3.000 mét, độ cao mà một người có thể thở bình thường được để chờ cơ hội xử lý tình huống, bổ sung thêm giữ khí và tạo điều kiện cho động cơ hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, các vấn đề hỏng hóc của động cơ máy bay cũng cần giảm xuống 3.000 mét để đảm bảo động cơ hoạt động bình thường. Thế nhưng độ cao này lại thấp so với các đỉnh núi trên dãy Himalaya. Bởi vậy, trong trường hợp khẩn cấp, phi công phải điều khiển máy bay luồn lách giữa các ngọn núi để tìm điểm hạ cánh. Điều này gần như là không thể, thậm chí khi thực hiện như vậy, máy bay chắc chắn sẽ xảy ra va chạm. Thứ hai, dãy Himalaya có nhiều dạng địa hình khác nhau nhưng hầu hết chúng không bằng phẳng. Trong khu vực này, chỉ có hai sân bay được đánh giá là tốt nhất. Một là sân bay Lhasa nằm ở Gongka, cách thủ đô Lhasa của Tây Tạng hơn 100 km, với đường băng dài 4.000 m, độ cao 3.600 m so với mực nước biển, nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá. Máy bay chỉ có một đường duy nhất là bay quanh Tứ Xuyên để tránh núi. Sân bay thứ hai bay quốc tế Chihupan của Kathmandu với đường băng dài 3.350 m, với địa hình đồi núi hiểm trở xung quanh và thực tế là đường băng quá ngắn để máy bay hạ cánh. Các sân bay này thường không phải là lựa chọn các máy bay thương mại, mà trong những trường hợp khẩn cấp cần phải hạ cánh thì những máy bay thương mại chắc chắn sẽ không thể hạ cánh ở đây. Máy bay dân dụng bay ở độ cao lý tưởng khoảng 10.000 m và cũng cần một khu vực đồng bằng bằng phẳng dài khoảng 10.000 m để trượt xuống từ từ trước khi chạm mặt đất. Còn trên dãy núi Himalaya, máy bay muốn hạ cánh thì chỉ có thể trượt hơn 1.000 m. Như vậy, xảy ra tai nạn là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi. Lý do thứ ba, sự hỗn loạn trên dãy Himalaya cũng là một vấn đề quan trọng. Gần dãy Himalaya có rất ít ô nhiễm, bởi vậy nhiễu động khí quyển xảy ra rất rõ ràng. Điều này gây cản trở hoạt động của radar trên máy bay. Khi bay qua đây, radar lại rất khó nhận biết, nên phi công khó phát hiện. Bởi vậy, máy bay sẽ có nhiều khả năng bay vào vùng nhiễu động, khiến cho cơ trưởng và cơ phó không thể liên lạc xử lý tình huống. Điều này dễ gây thương tích không đáng có cho phi hành đoàn và hành khách. Theo báo cáo Cục Hàng không Liên bang, nhiễu động không khí là một trong những nguyên nhân hàng đầu chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các vụ tai nạn hàng không thảm khốc. Thứ tư là vấn đề nhiên liệu bị đóng băng. Các nhiên liệu của máy bay phản lực có thể bị đóng băng dưới âm 47 độ và bay ở độ cao lớn trên dãy Himalaya trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho nhiên liệu có nguy cơ bị đóng băng nhiều hơn. Trong trường hợp này, máy bay thường chọn hạ độ cao để tránh tình huống không may xảy ra. Tuy nhiên, trên dãy Himalaya, việc hạ độ cao là không thể. Bên cạnh đó, dãy Himalaya còn là một khu vực biên giới nhạy cảm về mặt chính trị. Các nhà chức trách Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp để hạn chế việc máy bay tiếp cận vùng trời Tây Tạng. Thêm nữa, khu vực xung quanh dãy Himalaya thường xuyên diễn ra các cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, do đó vùng trời những nơi này bị hạn chế. Cũng vì thế, hầu hết các hành trình bay thường chỉ bay qua phía Bắc hoặc phía Nam của dãy Himalaya vì khu vực này ngắn hơn. Tất cả những lý do trên đã khiến cho các hãng hàng không thương mại không mở đường bay qua Tây Tạng và trên thực tế, họ còn gọi nơi đây là vùng cấm bay. Mọi thứ sẽ chỉ là lý thuyết nếu chưa đi vào thực tiễn, sở dĩ có thể đưa ra những lý do trên để giải thích cho câu hỏi Tây Tạng có gì mà không máy bay nào dám bay qua. Vì trong quá khứ đã có nhiều dẫn chứng minh chứng cho việc cao nguyên Tây Tạng là một trong những khu vực gây ra nhiều trở ngại đối với các hoạt động hàng không nhất trên thế giới. Đã có rất nhiều phi công thử bay qua tuyến đường này, nhưng thứ nhận về chỉ thất bại. Cụ thể, trong Thế chiến thứ hai, khi quân đồng minh của Trung Quốc cần vận chuyển một số lượng lớn đạn dược đến nơi này để phục vụ cho hoạt động chiến đấu lại quân đội Nhật. Tính về khoảng cách, thực tế nó không hề xa, chỉ khoảng 840 km. Thế nhưng, do cần phải vượt qua đồi núi hiểm trở của cao nguyên Tây Tạng, nên các phi công đã gặp vô vàn những khó khăn. Vận tốc gió có khi đạt đến 200 dặm trên một giờ, nhiệt độ thì thấp đến mức có thể đóng băng thùng nhiên liệu. Bên cạnh đó, còn không có tới một sân bay khẩn cấp nào để họ hạ cánh trong trường hợp không may xảy ra tai nạn. Cũng chưa kể đến trường hợp xấu có thể bị quân Nhật chặn được bất cứ lúc nào. Bởi vậy, đường bay này đã trở thành một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất. Trong suốt quãng thời gian 42 tháng, có tới 594 máy bay gặp sự cố, 1.659 người bị chết vì vùng đồi núi này.
đặc biệt nhấn mạnh rằng sự tổn thất đều gây ra bởi các yếu tố địa hình hiểm trở, chứ không phải sự tấn công của quân địch. Có nhiều tháng, số lượng vụ tai nạn chiếm gần 1/2 số chuyến bay đi qua vùng này, và đây là một trong những tổn thất khó có thể chấp nhận đối với ngành hàng không hiện đại. Lý thuyết và thực tiễn đều chứng minh rằng con đường đến cao nguyên Tây Tạng là một hành trình mà máy bay thương mại không được bay qua. Sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông vẫn đang là mối lo ngại lớn của nhiều quốc gia có vùng biển tranh chấp, trong đó có Việt Nam chúng ta. Mặc dù Việt Nam có đầy đủ cơ sở về mặt pháp lý và bằng chứng lịch sử chủ quyền đối với cả Hoàng Sa và Trường Sa, thế nhưng Trung Quốc vẫn không hề dừng lại những hành động hung hăng và đầy tính gây hấn. Trung Quốc đang ngày càng công khai thể hiện rõ hơn mưu đồ chiếm trọn Biển Đông của mình. Trong bối cảnh đó, một sự việc mà nhiều quốc gia không thể ngờ đến là Triều Tiên đã âm thầm hỗ trợ Việt Nam bằng cách là bí mật bán vũ khí. Bắc Kinh thật sự đã ngã ngửa khi biết được điều này. Vũ khí gì có thể khiến Trung Quốc lạnh gáy đến như vậy? Chắc chắn là câu hỏi mà khiến nhiều bạn khán giả quan tâm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Vào tháng trước, lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn trên một chuyến tàu hỏa đặc biệt, bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Trên nhiều diễn đàn quân sự, nhiều tài khoản bình luận nêu quan điểm cho rằng có vẻ như ông Kim Jong-un đã đem thứ gì đó đến Hà Nội. Trên chuyến tàu có mấy toa bọc thép với sức chứa vài trăm đến 1.000 tấn ấy. Chưa kể rằng, việc Việt Nam điều động đến 3 sư đoàn bộ binh, nhiều đoàn vận tải đến Đồng Đăng, chắc chắn ngoài việc tiếp đón thì còn để vận chuyển một thứ gì đó. Câu hỏi được nhiều người đặt ra, tại sao họ lại phong tỏa quốc lộ 1, nhiều xe tải, xe phá sóng, hay họ đang vận chuyển vũ khí của Bắc Triều Tiên? Trước đó, giới truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã tới thị sát vụ phóng vũ khí dẫn đường chiến thuật mới. Ông Kim Jong-un đến thăm các cơ sở quân sự bằng cách này, gửi tín hiệu cho Việt Nam về việc Triều Tiên có ý định sẽ cung cấp một số vũ khí hạng nặng tối tân cho Việt Nam nhằm chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nhiều người quan tâm rằng Triều Tiên sẽ cung cấp cho Việt Nam loại vũ khí nào. Nó có thể là một tên lửa hành trình tấn công chính xác tầm ngắn hay không? Vào đầu tháng 9, Học viện Khoa học Quân sự của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đã đưa tin về cuộc thử nghiệm vũ khí chiến thuật tiên tiến. Vào thời điểm đó, trong tên gọi của loại vũ khí mới này không có cụm từ dẫn đường, vì vậy rất khó để khẳng định liệu đó có là sự thật phát triển của cùng một loại vũ khí hay không. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA mô tả, vũ khí được thử nghiệm là vũ khí chiến thuật, có chế độ dẫn đường chiến đấu khác biệt và đầu đạn có sức công phá cực lớn. Cũng theo hãng tin Triều Tiên, loại vũ khí mới dường như có thể triển khai trên nhiều thiết bị và được phóng đi bằng nhiều phương pháp khác nhau với từng loại mục tiêu và chứng minh một cách hoàn hảo đặc tính kỹ thuật. Nhiều khả năng đây là một loại tên lửa hành trình chiến thuật mới. Giáo sư Kim Jong-wook, một chuyên gia quân sự của Hàn Quốc cho biết, theo cách mô tả loại vũ khí mới này, có thể dự đoán rằng Triều Tiên đã phát triển một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và trên không. Tức là tên lửa này có thể được phóng từ mặt đất, từ mặt nước và thậm chí là từ trên không. Với những đặc tính trên, có khả năng đây không chỉ là một tên lửa hành trình đất đối đất, không đối đất hay tên lửa đối đất phóng từ tàu chiến, mà là một tên lửa hành trình tầm ngắn có thể có các phiên bản khác nhau như không đối đất, hạm đối đất và hạm đối hạm. Khả năng lớn, nó là một tên lửa hành trình tầm ngắn, đóng vai trò nền tảng để từ đó phát triển các vũ khí đối đất và diệt hạm nhằm mục đích biên chế cho các quân binh chủng của đất nước Triều Tiên, ông Kim nói thêm. Các trang mạng quốc phòng như Defense.com và MBI.org dẫn lời nhiều chuyên gia vũ khí. Hầu hết họ đánh giá tên lửa mà Triều Tiên gọi là vũ khí dẫn đường chiến thuật này có những đặc điểm khá giống với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-E do Nga chế tạo. Được biết, Iskander-E là loại tên lửa chiến thuật đầy uy lực, có độ chính xác cực cao với tầm bắn trên 200 km. Chuyên gia vũ khí hàng đầu tại tổ chức nghiên cứu One Future Melissa thì lại cho rằng tên lửa mới của Triều Tiên rất đáng lo ngại. Theo chuyên gia, loại tên lửa mới của Triều Tiên dường như đã hiện đại hơn rất nhiều những thiết kế trước đây. Không giống như các loại tên lửa tầm xa, tên lửa tầm ngắn mới đây được cho là sử dụng nhiên liệu rắn. Công nghệ tiên tiến này giúp Triều Tiên có thể phóng tên lửa nhanh chóng, đồng thời khó bị phát hiện sớm hay bị đáp trả. Chuyên gia Michael Newman của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế thì lại đưa ra nhận định.
Nếu tên lửa mới đây của Triều Tiên giống tên lửa Iskander, thì loại vũ khí này rất có thể sẽ hoạt động được ở độ cao khó đánh chặn, bởi lẽ Iskander có trần bay tới gần 50 km, quá cao đối với hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, thế nhưng lại quá thấp so với hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mà Mỹ đã bố trí tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo hai chuyên gia, Hetham và Yemen không thể biết trước rằng loại vũ khí mới được phóng thử là nhập khẩu từ Nga, phiên bản do Triều Tiên sản xuất hay là hệ thống hoàn toàn khác. Trên thực tế, không chỉ có Iskander, một số loại tên lửa tầm ngắn cũng có bề ngoài khá giống với tên lửa Triều Tiên mới thử. Học giả nổi tiếng tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Mori ở California, Mỹ cho biết, tên lửa Shahed 2 của Ukraine và Himu 2 của Hàn Quốc cũng có nhiều điểm giống tên lửa mới của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo ông, tên lửa mới thật ra lớn và hiện đại hơn bất kỳ tên lửa nào cùng loại mà Bình Nhưỡng từng có. Các chuyên gia kết luận rằng tên lửa Triều Tiên có đường kính gần 1 mét, có khả năng mang theo đầu đạn 500 kg, với tầm bắn từ 350 đến 450 km. Việc sử dụng nhiên liệu rắn cho tên lửa cũng là một năng lực hoàn toàn mới. Một điều đáng quan tâm nữa phải kể đến đó là tên lửa đạn đạo Iskander của Nga có khả năng đặc biệt, vừa có thể mang đầu đạn thông thường lại vừa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Bình Nhưỡng không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho biết tên lửa mới của mình có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân hay không. Tuy nhiên, dựa trên những bức ảnh về vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên, chuyên gia Illeman tin rằng tên lửa mới có khả năng đó. Một vũ khí có khả năng hủy diệt đến như vậy, thế nhưng Triều Tiên lại sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam, liệu có nhầm lẫn gì không? Tin mới thì thấy rằng không có gì khó hiểu cả. Khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được thiết lập từ lâu đời, đến nay đã là 71 năm. Trong gần 71 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Triều Tiên không ngừng được củng cố phát triển. Song song với quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Triều Tiên cũng luôn được hai nước thúc đẩy. Bên cạnh đó, Việt Nam đã từng viện trợ cho Triều Tiên 100 tấn gạo vào năm 1995, 13.000 tấn gạo vào năm 1997. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012, Việt Nam đã hỗ trợ 22.700 tấn gạo, 5 tấn cao su nguyên liệu và 50.000 đô để viện trợ khẩn cấp. Tiếp tục là 70.000 đô năm 2016 viện trợ lũ lụt, và gần đây nhất là vào ngày 13 tháng 6 năm 2019 là 5.000 tấn gạo, 5.000 tấn rau củ. Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai. Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, trong năm 2019, Triều Tiên đã phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực trầm trọng, khoảng 1,4 triệu tấn. Cũng theo số liệu này, khoảng 10,5 triệu người dân Triều Tiên, tương đương 41% dân số, cần được viện trợ lương thực. Nguyên nhân sự thiếu hụt lương thực được cho là do nhiệt độ tăng cao, hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra. Thêm vào đó, còn là lệnh trừng phạt quốc tế do sự phong tỏa, trừng phạt về kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây. Triều Tiên bị cô lập và đứng ngoài cộng đồng quốc tế, không gian hợp tác chính trị quốc tế của Triều Tiên vì thế mà ngày càng thu hẹp. Họ không có nhiều sự lựa chọn cho việc mua bán lương thực, có chăng chỉ là Việt Nam và Trung Quốc. Thêm nữa là nhận viện trợ. Thế nhưng một vấn đề khác lại xảy ra, đó là đồng tiền của Triều Tiên không có nhiều giá trị thực tiễn trong thanh toán quốc tế, và bản thân họ lại không có quá nhiều ngoại tệ để có thể thanh toán cho các thương vụ giao dịch gạo. Trong bối cảnh đó, 5.000 tấn gạo, 5.000 tấn rau củ của Việt Nam như một kho báu, dù không phải quá nhiều nhưng cũng vô cùng giá trị đối với Triều Tiên. Rất có thể Việt Nam ta đã nhanh nhạy đổi các mặt hàng này để lấy mặt hàng thế mạnh của Triều Tiên, đó là vũ khí. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể các bạn không biết, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định rằng sau giai đoạn kháng chiến chống Mỹ tới những năm 1990, Việt Nam và Triều Tiên có một thời gian trong khoảng vài năm trao đổi hợp tác và xuất nhập khẩu vũ khí rất sôi động. Với việc có được loại vũ khí bí mật mà Triều Tiên khẳng định là có uy lực khủng khiếp này, chắc chắn sức mạnh quân sự của quân đội Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể, khả năng tự phòng thủ bờ biển của quân đội ta cũng từ đó mà hữu hiệu hơn. Bên cạnh đó, hiện nay Việt Nam ta đã và đang mở rộng mạng lưới ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Điều này sẽ giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng kho vũ khí quân sự. Triều Tiên được đánh giá là sở hữu tiềm lực về tên lửa và thậm chí là vũ khí hạt nhân. Vậy nên, với những diễn biến hiện tại, rất có thể đây sẽ là một thuận lợi, một cơ hội để phát triển mạnh mẽ cho quân đội nhân dân Việt Nam. Điều này sẽ là một lời cảnh báo đến Trung Quốc với những hành động bành trướng hiện tại của họ. Mặc dù hiện nay trước sự xâm lăng lãnh hải và những hành động khiêu khích đe dọa từ Trung Quốc, Việt Nam vẫn chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng hòa bình. Nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang bằng vũ lực thì nhất định Việt Nam sẽ không để yên. Liên Xô và bây giờ là Cộng hòa Liên bang Nga được biết đến là người anh em thân tình với Việt Nam chúng ta từ nhiều năm nay, là đối tác đáng tin cậy và ưu tiên trong nhập khẩu vũ khí quân sự của quốc gia Việt Nam trong năm 2012 đến năm 2016.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm cho biết quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam là Nga với 78%. Con số biết nói này đã gián tiếp khẳng định rằng các trang thiết bị của Nga đã góp phần không nhỏ vào sức mạnh tổng thể của kho vũ khí quân sự Việt Nam. Trong số rất nhiều những loại vũ khí mà Việt Nam nhập khẩu từ Nga, được biết có một loại vũ khí siêu nguy hiểm đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ người bạn láng giềng Trung Quốc, người bạn núi liền núi, sông liền sông nhưng vẫn luôn có những dạ tâm thôn tính nước ta, bành trướng mở rộng lãnh hải từ nhiều năm nay. Vậy loại vũ khí nào có thể khiến người bạn ấy lo lắng đến vậy? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu xem nhé! Cái tên mà chúng tôi muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là tàu hộ vệ tên lửa Jupat 3.9. Ngày 24 tháng 1 năm 2018, tàu vận tải Rondoktu, quốc tịch Hà Lan đã đưa chiếc tàu hộ vệ tên lửa Jupat 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam mang số hiệu 016 với tên gọi Quang Trung về tới cảng Cam Ranh sau khi khởi hành từ Nga hôm 27 tháng 11 năm 2017. Trước đó, chính con tàu này đã đưa chiếc Jupat 3.9 thứ 3 của Việt Nam hiện đã mang số hiệu 015 với tên gọi Trần Hưng Đạo về nước vào hôm 27 tháng 10 năm 2017. Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2018, tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ cho 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung, tên gọi của hai tàu hộ vệ tên lửa Jupat 3.9 mới tiếp nhận. Hai tàu hộ vệ tên lửa này chính thức vào biên chế của Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. So với những chiến hạm trước đây, hai chiếc Jupat 3.9 vừa biên chế lần này được trang bị vũ khí chống ngầm hiện đại hơn. Theo lời của chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, Tư lệnh vùng 4 thì đây chính là cặp chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chúng được mệnh danh là 4 viên kim cương của Hải quân Việt Nam. Theo China, trong báo của Trung Quốc, việc trang bị 4 tàu hộ vệ lớp Jupat, đặc biệt là Jupat 3.9 đã tăng mạnh thực lực của Hải quân Việt Nam, giúp cho Hải quân Việt Nam tiếp tục tiến lên một bước trong xây dựng hiện đại hóa. Jupat 3.9 là loại tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga. Loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả, chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, giải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Chiến hạm lớp Jupat 3.9 này với kết cấu thân làm từ hợp kim nhôm Mage cùng với lớp sơn phủ đặc biệt hấp thụ sóng radar cho khả năng tàng hình tương đối khá. Hệ thống vũ khí của Jupat 3.9 cũng rất toàn diện. Các thông số kỹ thuật bao gồm lượng dạn nước 2.100 tấn được trang bị radar giám sát tìm kiếm mục tiêu trên không Positive ME-12, 8 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E, 1 mô đun tổ hợp tên lửa pháo phòng không với 8 ống phóng, 32 tên lửa tầm gần chế M311M1, dẫn bằng laser sonar O, 4 ngư lôi chống ngầm hạng nặng chai 53-65 cỡ 533mm, 1 pháo hạng AK-176M cỡ 76mm và 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M cỡ 30mm. Chiếc Jupat 3.9 trên vẫn được thiết kế với sàn đáp trực thăng đủ khả năng tiếp nhận máy bay lên thẳng chống ngầm KA-28. Tuy nhiên, nó không có nhà chứa dạng kín mà chỉ là dạng nửa kín. Trong những năm qua, đội tàu hộ vệ tên lửa đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như việc độc lập thử tên lửa chống hạm, tổ chức huấn luyện đường dài, huấn luyện cất hạ cánh trực thăng KA-28 trên tàu khi neo đậu và khi tàu đang hành trình. Đặc biệt, đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Jupat 3.9 còn tham gia sự kiện đối ngoại quốc phòng ở nhiều quốc gia tại nhiều vùng biển khác nhau. Những hoạt động này để giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với Hải quân, quân đội và nhân dân các nước trên thế giới, khẳng định năng lực vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Jupat có khả năng hoạt động trên biển dài ngày được chứng tỏ qua chuyến thăm của chiến hạm Quang Trung đến Vladivostok vào mùa hè năm 2019 từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 với hành trình 4.600 hải lý, hay 015 Trần Hưng Đạo với một kỷ lục mới khi vượt qua hơn 5.000 hải lý đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong năm 2018. Những chuyến đi biển xa vài ngày hết sức thành công này của các tàu hộ vệ tên lửa Jupat hiện đại đã chứng minh Hải quân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được vũ khí, trang bị mới. Thêm một thông tin nữa cũng hết sức đáng tự hào, triển khai nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 đã diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với 34 nội dung đua tài tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Hải quân nhân dân Việt Nam đã cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo, 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân tham gia sự kiện.
tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn thấp biển với 4 nội dung gồm kỹ năng hàng hải, điều động và cố định tàu bằng neo và buộc lái tàu vào phao cố định, đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ, sử dụng phương tiện cứu hộ, thực hành trên biển, thi bắn pháo tàu, bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi. Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức các môn thi của Hải quân tại Army Game 2021 được ban tổ chức tiến hành ở đâu. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ là ở Viễn Đông, Nga. Và nếu thông tin này được xác nhận, biên đội tàu hộ vệ tên lửa JBAP 3.9 của Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một hành trình kỳ diệu nữa là vượt đại dương, vượt hàng nghìn hải lý tới Nga tranh tài. Giới phân tích quân sự đã so sánh tàu hộ vệ JBAP 3.9 của Việt Nam với tàu hộ vệ Chai-054 của Trung Quốc và đưa nhận định rằng Chai-054 Giang Khải 1 to xác nhưng kém xa JBAP 3.9 Việt Nam. Chai-054 Giang Khải 1 là lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng được đóng cho Hải quân Trung Quốc nhằm thay thế cho vai trò của người tiền nhiệm Chai-053H3 đã lạc hậu. Thiết kế của Chai-054 dựa trên nguyên mẫu hình học khinh hạm là Fayette của Pháp, được tối ưu hóa cho việc tán xạ sóng radar nhằm nâng cao khả năng tàng hình. Tàu còn được lắp đặt nhiều thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Pháp mà Trung Quốc nhập khẩu trong thập niên 1980, sau đó sản xuất trong nước theo giấy phép. Những hệ thống này được cho là tương đương với La Tayette đời đầu. Giang Khải 1 có lượng dạn nước là 3.900 tấn, dài 134m, rộng 16m, mớ nước 5m. Động cơ diesel gồm 4 máy Semti Plastic 16 PA6 SCT công suất là 5.700 kW. Mỗi chiếc có tốc độ tối đa 27 hải lý trên giờ, tương đương 50 km/h, tầm hoạt động là 8.025 hải lý, 14.900 km. Radar cảnh giới đường không của Chai-054 là loại Chai-363S2D. Trên đỉnh tháp radar chỉ phát hiện được mục tiêu từ khoảng cách tối đa 112 km. Hơn nữa, độ chính xác cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Đặt cạnh JBAP 3.9, tầm quét 150 km, theo dõi 40 mục tiêu và bám bắt 3 mục tiêu cùng lúc, thì rõ ràng năng lực của Chai-363S không thể sánh bằng. Radar tìm kiếm bề mặt của Chai-054 là loại MR-36A, dùng để dẫn đường cho tên lửa đối hạm, tầm hoạt động 150 km so với 250 km ở chế độ chủ động và 450 km ở chế độ thụ động của JBAP 3.9. Như vậy, mặc dù mang EJ-83 có tầm bắn tới 180 km, nhưng nếu tác chiến độc lập thì Chai-054 không thể tận dụng hết tính năng của các loại tên lửa chống hạm này. Thêm vào đó, JBAP 3.9 với thiết bị điện tử cực nhạy kết hợp diện tích phản xạ radar thấp do kích thước nhỏ hơn cũng khiến cho ưu thế về tầm bắn của EJ-83 trên Chai-054 bị xóa nhòa. Chai-054 mang 8 đạn phòng không HHQ-7, tầm bắn tối đa 15 km so với 9M-311 Sonar của hệ thống Plasma trên JBAP 3.9. Mặc dù tầm bắn ngắn cùng với đầu đạn nhỏ hơn, nhưng tốc độ cao 1.100m/s so với 750m/s cũng như độ chính xác khi đánh chặn mục tiêu bay thấp nhờ bám chùn laser của 9M-311 lại vượt trội hoàn toàn tính năng này của 9M-311 đặc biệt quan trọng, do nó có khả năng đánh chặn tên lửa đối hạm bay bám biển, điều mà HHQ-7 chưa bao giờ được đánh giá cao. Giang Khải 1 chỉ nổi trội ở tác chiến tầm gần do pháo hạm Chai-210 cỡ 100mm có uy lực cũng như tầm bắn xa hơn AK-176M trên JBAP 3.9. Bên cạnh đó, nó còn có năng lực chiến chống ngầm, điều mà phải đến cặp JBAP tiếp theo mới được bổ sung. Nhưng nếu xảy ra kịch bản đối đầu 1-1, chúng ta có thể khẳng định rằng phần thắng vẫn sẽ nghiêng nhiều hơn về phía JBAP 3.9 của Việt Nam. Mới đây nhất, vào khoảng cuối tháng 3 năm 2021, Trung Quốc giàn trận bát quái ở Biển Đông khi cho hàng trăm tàu cá neo đậu ở Đá Ba Đầu, khu vực bãi đảo Sinh Tồn Đông trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Việc Hải quân Việt Nam điều tàu khu trục hộ vệ mang tên lửa Quang Trung 016 ra diễn tập thực binh tại Trường Sa nằm trong kế hoạch luyện tập thường niên hàng năm để tăng cường năng lực phòng thủ biển đảo kết hợp với các hoạt động cứu hộ cứu nạn trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Việc Việt Nam triển khai vũ khí trên các thực thể địa lý thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông là hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế. Việt Nam luôn tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, không xâm phạm chủ quyền của nước khác, cũng như không cho bất cứ bên nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm phạm chủ quyền của nước khác. Đó là một hành động hợp lý nhằm nhắc nhở phía Trung Quốc cần nhận thức được rằn danh đỏ trước mặt họ để biết tự kiềm chế và hành động theo lẽ phải. Trước việc Trung Quốc cho hàng trăm tàu đánh cá
của dân quân biển tập trung quanh đá Ba Đầu với sự yểm hộ của một số tàu hải cảnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói rõ, hoạt động của tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các nước ở Biển Đông COC, làm phức tạp tình hình không có lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Bà cũng tuyên bố Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Vì vậy, có thể hiểu rằng việc Việt Nam điều tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung ra tập trận tại Trường Sa chứng tỏ rằng Việt Nam không nói suông. Hải quân Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của chúng ta.